Chào mừng các em đã quay trở lại kênh dạy học trực tuyến của trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ. Đây là chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông dành cho khối 12. Và hôm nay, cô xin đại diện cho nhóm giáo viên hóa học 12, hướng dẫn các em ôn tập chuyên đề số 2, lý thuyết hóa hữu cơ. Trước khi tiến hành ôn tập, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cấu trúc phần hóa hữu cơ trong đề minh họa của bộ. Phần hóa hữu cơ trong đề minh họa của bộ có thể được chia ra thành 6 chủ đề như sau. Este chất béo, 7 câu. Carbohydrate, 3 câu. Amino acid peptide protein, 4 câu. Polymer và vật liệu polymer, 1 câu. Hydrocarbon, 2 câu. Tổng hợp hóa hữu cơ, 3 câu. Như vậy, tổng cộng có 20 trên 40 câu của đề thi nằm trong phần hóa hữu cơ, chiếm 50% của đề thi. Trong 20 câu này thì có đến 18 câu nằm trong phần hóa hữu cơ lớp 12, rải rác ở các chủ đề este chất béo, carbohydrate, amino acid peptide protein, polymer và vật liệu polymer. Vì vậy, cho nên trong buổi học ngày hôm nay, cô sẽ chủ yếu giúp các em ôn tập lại những kiến thức trọng tâm nằm trong phần hóa hữu cơ lớp 12. Nào, chúng ta hãy cùng nhau bước vào ôn tập chủ đề số 1. Este chất béo. Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau quan sát một số hình ảnh để gợi nhớ lại trạng thái tự nhiên của este chất béo. Mùi thơm của nhiều loại trái cây và hoa là do este gây nên. Mỡ lợn hoặc là dầu ô liu thuộc loại chất béo. Như vậy chúng ta thấy rằng các hợp chất este chất béo vô cùng gần gũi với chúng ta trong cuộc sống. Sau đây, chúng ta sẽ ôn tập lại những kiến thức trọng tâm về este chất béo thông qua hệ thống các câu hỏi. Câu số 1 thuộc dạng câu điền từ hoặc là cụm từ vào chỗ trống. Trong dạng câu này, cô sẽ cung cấp cho các em những đơn vị kiến thức còn trống. Nhiệm vụ của các em là hãy tìm các từ hoặc là cụm từ thích hợp điền vào các chỗ trống để tạo nên những đơn vị kiến thức hoàn chỉnh. Nào, các em hãy cùng nhau điền với cô nhé. Ethanol đơn chất mạch hở được tạo thành từ axit carboxylic no đơn chất mạch hở và ancol no đơn chất mạch hở có công thức phân tử chung là CnH2NO2 với N lớn hơn hoặc bằng 2. Các este có thể là chất lỏng hoặc là chất rắn ở điều kiện thường và chúng hầu như không tan ở trong nước. Các este thường có mùi đặc trưng như isoamin acetate có mùi chú chín, geranin acetate có mùi hoa hồng và benzin acetate có mùi hoa nhài. So với các axit đồng phân, este có nhiệt độ sôi thấp hơn do este không tạo được liên kết hydro với nước. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch hai chiều. Ở đây các em lưu ý rằng các este cũng có thể thực hiện phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm và phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều. Trên màn hình đang hiện lên phản ứng thủy phân một este đơn chất ở dạng tổng quát trong môi trường axit và sản phẩm thu được các em thấy có dạng chung là axit carboxylic tương ứng và ancol tương ứng tạo nên este. Tuy nhiên, ở đây chúng ta lưu ý rằng trong một số trường hợp thì sản phẩm của phản ứng có thể khác đi. Ví dụ như khi chúng ta thủy phân vinin acetate trong môi trường axit thì sản phẩm thu được sẽ là axit tương ứng và aldehyde chứ không phải ancol. Chúng ta sang câu số 2. Cũng là một câu điền từ hoặc là cụm từ vào chỗ trống. Nào, các em hãy tiếp tục điền với cô nha. Chất béo là triete của glycerol với các axit béo, gọi chung là triglycerid hay triacin glycerol. Một số chất béo thường gặp như tristearin có công thức C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Triolein C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Tripalmitin C15H31COO tất cả 3 lần C3H5. Trong ba chất béo này thì tristearin và tripalmitin là các chất béo no,
còn triolein là chất béo chưa no. Ở nhiệt độ thường, chất béo có thể ở trạng thái lỏng hoặc là rắn. Khi trong phân tử có chủ yếu gốc hydrocarbon không no, thì chất béo ở trạng thái lỏng. Còn khi trong phân tử có chủ yếu gốc hydrocarbon no, chất béo sẽ ở trạng thái rắn. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Ở đây, lưu ý rằng chất béo cũng có thể bị thủy phân trong môi trường axit tương tự như ST. Phản ứng dạng tổng quát như sau. Chất béo sẽ kết hợp với NaOH theo tỷ lệ 1:3 để tạo ra muối của axit béo và glycerol. Trong phản ứng này, cứ một mol chất béo bị thủy phân hoàn toàn sẽ tạo ra 3 mol muối của axit béo và 1 mol glycerol. Ví dụ như khi tristearin, thủy phân trong dung dịch NaOH, thì sản phẩm thu được chính là muối tương ứng và glycerol. Nào, chúng ta cùng bước vào câu số 3, là một câu nằm trong đề minh họa. Thủy phân triolein có công thức C17H33, COO tất cả 3 lần C3H5 trong dung dịch NaOH, thu được glycerol và muối X. Công thức của X là... Để trả lời được câu số 3, thì chúng ta chỉ cần nhìn vào công thức của triolein. Triolein có chứa gốc C17H33, COO, xuất phát từ axit béo tương ứng. Cho nên, trong câu số 3, chúng ta sẽ chọn ngay được đáp án đúng chính là đáp án D. Câu số 4. Dãy chất nào sau đây được xếp theo chiều nhiệt độ sôi của các chất tăng dần? Nhìn vào các đáp án A, B, C, D, chúng ta thấy rằng là chứa ST, ancol và axit carboxylic. ST, ancol và axit carboxylic trong các đáp án A, B, C, D đều có cùng 3C trong phân tử. Và theo như kiến thức chúng ta được học, thì ST không tạo được liên kết hydro. Cho nên, luôn luôn có nhiệt độ sôi thấp hơn so với ancol và axit carboxylic có cùng số C hoặc có M lớn tương đương. Như vậy, trong câu số 4, chúng ta sẽ chọn ngay được đáp án D. Câu số 5 là một câu nằm trong đề Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016. Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3, CH2, COO, CH3. Tên gọi theo danh pháp thay thế của X là... Để trả lời câu số 5, chúng ta hãy nhìn vào cấu trúc của chất X. Chất X là ST đơn chất, có công thức dạng R, COO, R phẩy. Để gọi tên của ST, thì đầu tiên chúng ta sẽ gọi tên của gốc R phẩy cộng với tên của gốc axit RCOO. Vì vậy trong câu số 5, chúng ta chọn ngay được đáp án B. Câu số 6, thủy phân hoàn toàn một mol chất béo thu được. Câu này chúng ta vừa mới ôn trong phần lý thuyết. Vì vậy cho nên chúng ta chọn ngay được đáp án A. Câu số 7, chất X có công thức phân tử C3H6O2 là ST của axit acetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là... Để tìm được công thức cấu tạo thu gọn của X, thì các em hãy nhìn công thức của axit acetic. X là ST của axit acetic, cho nên X sẽ có dạng CH3COOR. Vì vậy cho nên chúng ta chọn ngay được đáp án C, chính là đáp án của câu số 7. Chúng ta bước sang câu số 8. Là một câu nằm trong đề minh họa. Thủy phân ST CH3, CH2, COO, CH3 thu được ancol có công thức là... Các em hãy nhìn lên màn hình và cùng viết phản ứng thủy phân ST này. Như vậy chúng ta thấy rằng ancol thu được chính là CH3OH và chọn được đáp án C. Câu số 9 có các nhận định sau. Đề cho 6 nhận định. Hỏi số nhận định đúng là 2, 3, 4 hoặc là 5. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích các nhận định. Nhận định số 1. Chất béo là tri-ST của glycerol
với các axit monocarboxylic có mạch C dài không phân nhánh. Đây là một nhận định đúng. Nhận định số 2, lipid gồm có chất béo, sáp, steroid, phospholipid, v.v. Đây cũng là một nhận định đúng. Nhận định số 3, chất béo là các chất lỏng ở điều kiện thường. Đây là một nhận định sai, vì ở điều kiện thường, chất béo có thể là chất rắn. Nhận định số 4, chất béo chứa chủ yếu các gốc axit không no. Thì thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và được gọi là dầu. Đây là một nhận định đúng. Nhận định số 5, phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch. Đây là một nhận định sai, vì là phản ứng một chiều. Nhận định số 6, chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động thực vật. Đây là một nhận định đúng. Vì vậy cho nên, chúng ta chọn ngay được đáp án C là đáp án đúng của câu số 9. Câu số 10. Cho dãy các chất phenylacetate, methylacetate, ethylformate, tristearin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH dư đun nóng sinh ra ancol là 4, 3, 1 hoặc 2. Để trả lời câu số 10, chúng ta hãy nhìn các chất trong đề. Chúng ta thấy rằng bốn chất trong đề đều thuộc loại este và chất béo. Vì vậy cho nên tất cả chúng đều thủy phân trong dung dịch NaOH đun nóng. Hãy quan sát phản ứng thủy phân của các chất này. Như vậy chúng ta dễ dàng thấy rằng là có ba chất khi thủy phân sẽ tạo ra ancol. Đó là methylacetate, ethylformate và tristearin. Vì vậy cho nên trong câu này chúng ta chọn ngay được đáp án B. Câu số 11 là một câu nằm trong đề minh họa. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau. Bước 1, cho vào hai bình cầu mỗi bình 10ml ethylformate. Bước 2, thêm 10ml dung dịch H2SO4 20% vào bình thứ nhất, 20ml dung dịch NaOH 30% vào bình thứ hai. Bước 3, lắc đều cả hai bình, đắp ống sinh hàn rồi đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, sau đó để nguội. Cho các phát biểu sau. A. Kết thúc bước 2, chất lỏng trong hai bình đều phân thành hai lớp. B. Ở bước 3, có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy. C. Ở bước 3, trong bình thứ 2 có xảy ra phản ứng xà phòng hóa. D. Sau bước 3, trong hai bình đều chứa chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Số phát biểu đúng là 1, 3, 4 hoặc là 2. Để trả lời cho câu số 11, thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích các phát biểu. Đầu tiên là phát biểu A. Sau bước số 2, ở cả hai bình chưa xảy ra phản ứng. Vì vậy cho nên chất lỏng trong hai bình đều phân thành hai lớp vì este hầu như không tan trong nước. Vậy phát biểu A đúng. Phát biểu B. Có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy. Đây là một phát biểu đúng. Phát biểu C. Ở bước 3 thì ở bình 1 xảy ra phản ứng thủy phân este trong môi trường axit. Ở bình 2 xảy ra phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, hay còn gọi là phản ứng xà phòng hóa. Như vậy, phát biểu C cũng là một phát biểu đúng. Phát biểu D. Sau bước 3, trong hai bình đều chứa chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Chúng ta thấy rằng là sau bước 3, ở bình 1 có chứa HCOOH có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Ở bình 2 có chứa HCOONa có khả năng thực hiện phản ứng tráng gương. Vì cả hai chất này đều có chứa nhóm CHO tương tự như nhóm chất aldehyde. Như vậy, phát biểu D cũng là một phát biểu đúng. Vì vậy cho nên, trong câu này, chúng ta nhanh chóng chọn được đáp án C, chính là đáp án đúng. Như vậy, chúng ta vừa mới ôn xong một số kiến thức trọng tâm về este và chất béo. Nào, chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang ôn tập chủ đề số 2, carbohydrate. Đầu tiên, các em cũng quan sát một số hình ảnh để gợi nhớ về những carbohydrate mà chúng ta đã được học trong chương trình. Đường glucose hay còn gọi là đường nho vì có nhiều trong quả nho chín. Đường saccharose. Đường saccharose lấy từ cây mía sẽ được gọi là đường mía. Thứ ba là tinh bột.
có rất nhiều trong các loại ngũ cốc mà chúng ta ăn. Thứ tư là cellulose, có rất nhiều trong bông gòn. Như vậy, carbohydrate cũng là những chất vô cùng gần gũi với chúng ta trong cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại những kiến thức trọng tâm của phần carbohydrate thông qua hệ thống các câu hỏi. Câu số 1 cũng thuộc dạng câu điền từ hoặc là cụm từ và chỗ trống. Nào, các em hãy cùng điền với cô nhé. Ở ô số 1, chúng ta sẽ điền vào glucid, là một tên gọi khác của carbohydrate. Một số carbohydrate hay gặp là glucose, fructose, saccharose, tinh bột, cellulose. Công thức phân tử của glucose C6H12O6. Công thức cấu tạo dạng mạch hở CH2OH, CHOH tất cả 4 lần CHO. Ở đây, các em lưu ý rằng glucose chủ yếu tồn tại dạng mạch vòng và có hai dạng vòng là alpha glucose và beta glucose. Glucose có tính chất của ancol đa chất nên tác dụng được với COOH 2 lần tạo ra dung dịch màu xanh lam đặc trưng. Glucose còn có tính chất của aldehyd nên tác dụng được với bạc nitrat trong NH3 và tham gia phản ứng với hydro. Glucose được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột trong môi trường axit hoặc là enzyme. Ngoài ra, glucose còn tham gia phản ứng lên men tạo ra ancol ethylic. Fructose có công thức phân tử C6H12O6 là đồng phân của glucose. Để phân biệt glucose với fructose thì ta dùng nước brom. Glucose sẽ làm nhạt màu dần nước brom, còn fructose thì không. Nào, chúng ta sang câu số 2. Các em tiếp tục làm thao tác điền từ hoặc là cụm từ vào chỗ trống. Nào, hãy điền với cô nhé. Saccharose có công thức phân tử C12H22O11, được tạo nên từ một gốc glucose và một gốc fructose. Tinh bột có công thức C6H10O5 tất cả N lần, tạo nên từ các gốc alpha glucose. Cellulose cũng có công thức phân tử dạng tương tự C6H10O5 tất cả N lần, nhưng được tạo nên từ các gốc beta glucose. Saccharose, tinh bột và cellulose đều tham gia phản ứng thủy phân. Saccharose, thủy phân sẽ tạo ra glucose và fructose. Còn tinh bột và cellulose khi thủy phân sẽ tạo ra sản phẩm là glucose. Saccharose còn có tính chất của ancol đa chất nên tác dụng được với COOH 2 lần tạo ra dung dịch màu xanh lam đặc trưng. Tinh bột có phản ứng màu đặc trưng với iốt. Tinh bột sẽ hóa xanh khi gặp iốt. Cellulose có thể phản ứng với axit nitric để tạo ra cellulose trinitrat. Nào, các em đã đúng được bao nhiêu kiến thức? Hãy kiểm tra và tự ôn tập lại nhé. Câu số 3, đề minh họa. Số nguyên tử carbon trong phân tử glucose là? Ở câu số 3 này, chúng ta chọn ngay được đáp án C. Câu số 4 cũng là một câu nằm trong đề minh họa. Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Ở điều kiện thường, X là chất rắn vô định hình. Thủy phân X nhờ xúc tác axit hoặc là enzyme thì thu được chất Y có ứng dụng làm thuốc tăng lực trong y học. Chất X và Y lần lượt là. Để trả lời câu này, chúng ta sẽ cùng phân tích đề. Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Và ở điều kiện thường, X là chất rắn vô định hình. Như vậy, X phải là tinh bột. Thủy phân X nhờ xúc tác axit hoặc enzyme thì thu được chất Y có ứng dụng làm thuốc tăng lực trong y học. Như vậy, Y sẽ là glucose. Vậy trong câu số 4, chúng ta chọn đáp án A.
Câu số 5. Vậy các chất nào dưới đây đều tác dụng được với COOH 2 lần ở điều kiện thường? Nhìn vào các đáp án A, B, C, D, chúng ta thấy rằng là trong các đáp án này chứa những chất có tính chất quan côn đa chất thì tác dụng được với COOH 2 lần ở điều kiện thường. Như vậy, ở câu A chúng ta sẽ loại được ancol ethylic. Ở câu B chúng ta loại được ethyl acetate. Ở câu C loại methyl acetate. Đáp án đúng chính là đáp án C. Câu số 6. Cho dạy các chất sau: glucose, saccharose, isoamin acetate, toluene, phenylformate, fructose, ethylene glycol, triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit khi đun nóng là 3, 4, 5 hoặc là 6. Để trả lời được câu số 6, chúng ta hãy nhìn vào các chất mà đề cho. Trong các chất này, chúng ta thấy rằng là có este và disaccharide là những chất bị thủy phân trong môi trường axit khi đun nóng. Như vậy, chúng ta chọn được ngay chất đầu tiên là saccharose. Chất thứ hai là isoamin acetate. Chất thứ ba là phenylformate. Và chất thứ tư là triolein. Vì vậy, trong câu số 6, chọn ngay được đáp án B. Chúng ta vào câu số 7. Cho các phát biểu sau. A. Hydro hóa hoàn toàn glucose tạo ra axit gluconic. B. Ở điều kiện thường, glucose và saccharose đều là những chất rắn dễ tan trong nước. C. Cellulose trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói. D. Amylopectin trong tinh bột chỉ có liên kết alpha-1,4-glycosid. E. Saccharose bị hóa đen trong H2SO4 đặc. F. Trong công nghiệp dược phẩm, saccharose được dùng để pha chế thuốc. Trong các phát biểu trên thì số phát biểu đúng là 2, 3, 4 hoặc là 5. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích các phát biểu. A là một phát biểu sai vì sản phẩm tạo ra là sorbitol. B là một phát biểu đúng. C cũng là một phát biểu đúng. D là một phát biểu sai vì amylopectin trong tinh bột không chỉ có liên kết alpha-1,4-glycosid mà còn có liên kết alpha-1,6-glycosid. E là một phát biểu đúng. H2SO4 đặc có khả năng lấy nước của saccharose và làm cho saccharose bị hóa đen. F cũng là một phát biểu đúng. Như vậy, trong câu số 7, chúng ta chọn ngay được đáp án C. Câu số 8. Cho các phát biểu sau. Đề cho 5 phát biểu. Và hỏi số phát biểu đúng là 2, 3, 4 hay là 5. Chúng ta cũng sẽ tiến hành phân tích các phát biểu. Đầu tiên là phát biểu A. Đốt cháy hoàn toàn ethanol đơn chất mạch hở, thu được số mol CO2 bằng số mol nước. Đây là một phát biểu đúng, theo phương trình trên màn hình. Phát biểu B. Phát biểu B là một phát biểu sai. Trong hợp chất hữu cơ, nhất thiết phải có carbon, nhưng không nhất thiết phải có hydro. Phát biểu C cũng là một phát biểu sai, vì dung dịch glucose bị oxy hóa bởi bạc nitrat trong NH3. Phát biểu D cũng là một phát biểu sai. Vì đồng đẳng thì phải có thêm điều kiện cấu tạo hóa học tương tự nhau dẫn đến tính chất hóa học tương tự như nhau. Phát biểu E là một phát biểu đúng. Như vậy, trong câu số 8, chúng ta chọn ngay được đáp án A. Như vậy, chúng ta vừa mới ôn tập xong chủ đề số 2. Xin mời các em sang ôn tập chủ đề số 3. Amin, amino acid, peptide và protein. Đầu tiên, chúng ta cũng sẽ quan sát lại một số hình ảnh để gợi nhớ lại về amin, amino acid, peptide và protein nhé.
chất gây nên mùi tanh của nhiều loài cá thuộc loài hợp chất amin. Bột ngọt là muối của axit glutamic thuộc hợp chất amino acid. Albumin trong lòng trắng trứng thuộc hợp chất protein. Như vậy, chúng ta thấy rằng amin, amino acid hay protein cũng là một chất khá gần gũi với chúng ta trong cuộc sống. Nào, chúng ta sẽ tiến vào ôn tập chủ đề số 3. Thông qua câu số 1, điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống. Trong phần này, các em hãy làm các thao tác tương tự như những câu trước nhé. Nào, hãy điền cùng với cô. Ở ô số 1, chúng ta sẽ điền vào nguyên tử hydro. Tại vị trí số 2, chúng ta sẽ điền vào số gốc hydrocarbon. Ở đây lưu ý rằng amin có 3 dạng bậc, đó là amin bậc 1, amin bậc 2 và amin bậc 3. Ở ô số 3, chúng ta điền vào chất khí. Ở ô số 4, chúng ta điền vào tan nhiều trong nước. Ô số 5, tất cả các amin đều có tính bazơ. Metinamin và đồng đẳng làm quỳ tím hóa xanh, còn anilin và amin thơm khác không làm đổi màu quỳ tím vì có tính bazơ rất yếu. Như vậy, khi so sánh tính bazơ, thì chúng ta sẽ tìm được chiều biến đổi tính bazơ như sau. Anilin sẽ có tính bazơ yếu hơn so với NH3, và NH3 thì yếu hơn so với các alkyl amin. Các em hãy nhớ kiến thức này để chúng ta có thể trả lời những câu hỏi liên quan nhé. Câu số 2 cũng là một câu điền từ hoặc là cụm từ vào chỗ trống. Nào, các em hãy cùng cô điền nhé. Ở ô số 1, amino acid là hợp chất hữu cơ, tạp chất. Ở ô số 2, chúng ta sẽ điền vào amino. Ô số 3, carboxin. Và vì vậy, cho nên amino acid có tính lượng tính. Ở điều kiện thường, amino acid là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước, có nhiệt độ nóng chảy tương đối cao, tương tự như hợp chất ion. Các amino acid trong thiên nhiên hầu hết là các alpha amino acid. Muối mononatri của acid glutamic thì dùng làm mì chính, còn acid glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh, methionin là thuốc bổ gan. Liên kết peptide là liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị alpha amino acid. Nếu như peptide được tạo nên từ N alpha amino acid thì số liên kết peptide sẽ bằng N-1. Các peptide có từ hai liên kết peptide trở lên sẽ tham gia phản ứng màu biure, là phản ứng với COOH 2 lần trong môi trường kiềm tạo ra phức chất có màu tím. Rồi, các em hãy nhìn lại một lần nữa những đơn vị kiến thức mà chúng ta vừa mới ôn. Và hãy cố gắng nhớ nhé. Chúng ta sang câu số 3, là một câu nằm trong đề minh họa. Chất X có công thức CH3CHNH2COH, tên gọi của X là. Trong câu này, chúng ta hãy cùng nhau quan sát công thức của các chất trong đáp án. Đầu tiên là công thức của glycine. Công thức của valine, công thức của lysine. Và đây chúng ta chọn ngay được đáp án C, chính là đáp án của câu số 3. Câu số 4 cũng là một câu nằm trong đề minh họa. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím? Chúng ta hãy cùng nhau quan sát công thức của các chất nằm trong đáp án. Trong bốn chất này, chúng ta thấy rằng chỉ có metinamin là thể hiện được tính bazơ. Vì vậy, dung dịch của metinamin sẽ làm xanh quỳ tím và chúng ta chọn ngay được đáp án C. Câu số 5. Có 3 hóa chất sau đây. Etinamin, phenylamin và ammoniac. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy. Câu này có chứa nội dung kiến thức chúng ta vừa mới ôn tập. Vì vậy cho nên, chúng ta sẽ chọn ngay được đáp án C. Câu số 6 là một câu nằm trong đề minh họa. Phát biểu nào sau đây sai?
Để trả lời được câu số 6, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích các đáp án. Đầu tiên là đáp án A. Trên màn hình đang hiện lên công thức của lysine. Chúng ta thấy rằng trong phân tử lysine có hai nhóm NH2 và một nhóm COH. Vì vậy cho nên dung dịch lysine sẽ có tính bazơ và làm cho quỳ tím hóa thành màu xanh. Vậy đáp án A chính là phát biểu sai. B và C đều là những phát biểu đúng. Còn đối với phát biểu D thì các em hãy nhìn công thức của phân tử gly, ala và lin. Phân tử này có 3 nguyên tử nitơ. Chúng ta sang câu tiếp theo. Câu số 7. Để chứng minh amino acid là hợp chất lượng tính, có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với. Trong câu số 7 này, chúng ta nhanh chóng chọn được đáp án đúng chính là đáp án A. Một chất có tính lưỡng tính thì sẽ vừa tác dụng được với dung dịch axit và vừa tác dụng được với dung dịch bazơ. Câu số 8. Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Metinamin, dimetinamin, etinamin là chất khí dễ tan trong nước. B. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị alpha amino acid được gọi là liên kết peptide. C. Aniline không làm thay đổi màu giấy quỳ tím ẩm. D. Tất cả các peptide đều có phản ứng màu biure. Nhìn vào các đáp án A, B, C, D trong câu số 8, chúng ta nhận thấy rằng đáp án D chính là một phát biểu không đúng. Chỉ có những peptide có số liên kết peptide lớn hơn hoặc bằng 2 thì mới tham gia phản ứng màu biure tạo ra phức chất màu tím. Như vậy, các dipeptide sẽ không thực hiện được phản ứng này. Chúng ta sang câu tiếp theo. Câu số 9. Cho dãy chuyển hóa. Alanin kết hợp với NaOH tạo ra chất X. X kết hợp với HCl dư tạo ra chất Y. Chất Y là chất nào sau đây? Để xác định được công thức của chất Y, chúng ta hãy cùng nhau viết các phương trình phản ứng. Alanin tham gia phản ứng với NaOH. Phản ứng sẽ xảy ra tại vị trí nhóm COOH và tạo ra chất X là CH3, CHNH2, COONa. Chất X tiếp tục tham gia phản ứng với HCl. HCl có khả năng phản ứng tại hai chỗ. Vị trí thứ nhất là CH, vị trí thứ nhất là COONa và vị trí thứ hai là nhóm NH2. Vì vậy cho nên chất Y tạo ra sẽ là CH3, CH, NH3Cl, COOH. Và đây chúng ta chọn ngay được đáp án C, chính là đáp án của câu số 9. Câu số 10. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau. X, Y, Z lần lượt là. Trong các đáp án A, B, C, D, chúng ta thấy xuất hiện 4 hóa chất. Chất thứ nhất là lysine, thứ hai là lòng trắng trứng, thứ ba là alanin và thứ tư là anilin. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quan sát bảng. Chất X làm cho quỳ tím chuyển thành màu xanh. Như vậy, chất X sẽ phải là lysine. Chất Y kết hợp với COOH 2 lần trong môi trường NaOH tạo ra hợp chất màu tím. Như vậy, chất Y phải là lòng trắng trứng. Chất Z kết hợp với nước brom tạo ra kết tủa màu trắng. Như vậy, chất Z phải là anilin. Vậy, trong câu số 10, chúng ta chọn ngay được đáp án B. Chúng ta vào câu số 11. Cho hai hợp chất hữu cơ XY có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2N, CH2COONa và chất hữu cơ Z. Còn Y thì tạo ra CH2 nối đôi CH, COONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là. Để trả lời câu số 11, thì theo đề bài, ta thấy rằng ta có thể dự đoán được
X là H2N CH2 COO CH3 và Y là CH2 nối đôi CH COO NH4. Như vậy, chúng ta chỉ cần viết phản ứng của X và Y với dung dịch NaOH. Chúng ta thấy rằng X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra được CH3OH, còn Y thì tạo ra NH3 là chất khí. Vì vậy cho nên trong câu số 11, chúng ta chọn ngay được đáp án A chính là đáp án đúng. Chúng ta vừa mới ôn tập lại một số những kiến thức trọng tâm nằm trong chủ đề số 3. Bây giờ các em hãy cùng cô sang ôn tập chủ đề cuối cùng nhé. Chủ đề số 4, polymer và vật liệu polymer. Đầu tiên, chúng ta cũng sẽ cùng quan sát lại một số loại vật liệu polymer mà chúng ta đã được nghiên cứu trong chương trình. Loại đầu tiên là chất dẻo. PE và PVC là những chất dẻo mà chúng ta rất hay sử dụng trong cuộc sống. Tơ tằm và tơ tổng hợp là những loại tơ mà cũng khá phổ biến. Cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp cũng là những loại cao su có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Nào, chúng ta hãy cùng vào ôn tập những kiến thức trọng tâm của polymer và vật liệu polymer. Câu số 1. Điền từ hoặc là cụm từ vào chỗ trống. Các em hãy cùng cô điền các từ hoặc là cụm từ để ôn tập những kiến thức về polymer nhé. Đầu tiên, polymer là hợp chất hữu cơ cao phân tử, được tạo nên từ nhiều đơn vị cơ sở, còn gọi là mắc xích, liên kết với nhau. Ví dụ như đối với nhựa PE, thì đơn vị cơ sở chính là CH2 nối với CH2. Các loại polymer thường gặp là chất dẻo, tơ, cao su. Có những polymer có sẵn trong thiên nhiên thì gọi là polymer thiên nhiên, còn các polymer do con người tạo ra thì gọi là polymer tổng hợp. Có hai phương pháp để điều chế polymer là trùng hợp và trùng ngưng. Chất tạo ra polymer được gọi là monomer. Điều kiện để monomer tham gia phản ứng trùng hợp là phải có liên kết bội hoặc là vòng kém bền có thể mở ra được. Còn điều kiện để monomer tham gia phản ứng trùng ngưng là phải có hai loại nhóm chất có khả năng phản ứng. Nào, chúng ta cùng vào câu số 2, là một câu nằm trong đề minh họa. Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta chỉ cần nắm được công thức của các chất trong đáp án. Như vậy, nhìn vào công thức, chúng ta thấy rằng chúng ta chọn ngay được đáp án A. Chỉ có ethylene là có liên kết đôi, có khả năng thực hiện được phản ứng trùng hợp. Câu số 3. Cho các tơ sau: visco, nylon 6, cellulose acetate, olon. Số tơ tổng hợp là 1, 2, 3 hay 4. Nhìn vào các tơ, chúng ta thấy rằng chỉ có tơ nylon 6 và tơ olon là những tơ tổng hợp, cho nên chúng ta sẽ chọn ngay được đáp án B. Câu số 4. Polymer không có nguồn gốc từ cellulose là: A. Sợi bông. B. Tơ tằm. C. Tơ cellulose triacetate. D. Tơ visco. Trong câu số 4 này, chúng ta sẽ chọn ngay được đáp án B. Vì tơ tằm thuộc loại tơ có bản chất protein, còn các tơ còn lại đều có nguồn gốc từ cellulose. Câu số 5. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Tinh bột và cellulose đều là polysaccharide C6H10O5, tất cả N, nhưng tinh bột thì không có dạng sợi, còn cellulose thì có dạng sợi. B. Tơ tằm, len, tơ nylon kém bền với nhiệt và không bị thủy phân trong môi trường axit và kiềm. C. Phân biệt tơ nhân tạo và tơ tự nhiên bằng cách đốt tơ tự nhiên cho mùi khét. D. Đa số các polymer đều không bay hơi do khối lượng phân tử lớn
lực liên kết phần tử lớn. Trong các phát biểu này thì chúng ta thấy rằng phát biểu B, tơ tằm, len, tơ ni lông thuộc loại tơ polyamide hoặc là polypeptide. Trong phân tử có các liên kết amide hoặc là liên kết peptide. Không những kém bền với nhiệt mà còn dễ bị thủy phân trong môi trường axit và kiềm. Cho nên đây chính là một phát biểu không đúng. Câu số 6 cho các phát biểu sau. Aldehyde vừa có tính axit vừa có tính khử. Phenol không tham gia phản ứng thế. Dung dịch lòng trắng trứng gà tác dụng với COOH 2 lần cho dung dịch phức có màu tím. Metinamin, dimetinamin, trimetinamin và etinamin đều là các chất khí ở nhiệt độ thường. Trùng ngưng vinin clorua thu được polyvinin clorua. Số phát biểu đúng là 3, 4, 5 hoặc là 6. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích các phát biểu. Phát biểu số 1 là một phát biểu đúng. Aldehyde vừa có tính khử khi tác dụng với chất oxy hóa như bạc nitrat trong NH3, cũng vừa có tính oxy hóa khi tác dụng với chất khử như hydro. Phenol không tham gia phản ứng thế là một phát biểu sai. Phenol có thể tham gia phản ứng thế, ví dụ như với nước brom. Phát biểu số 3 là một phát biểu đúng. Dung dịch lòng trắng trứng gà là dung dịch protein, cho nên tham gia phản ứng màu biure. Phát biểu số 4 cũng là một phát biểu đúng. Phát biểu số 5 là một phát biểu sai vì vinin clorua trùng hợp để tạo ra polyvinin clorua. Vậy trong câu số 6, chúng ta chọn được đáp án A. Câu số 7, dãy gồm các polymer có cấu trúc mạch phân nhánh là. Nhìn vào các đáp án A, B, C, D, chúng ta thấy được rằng trong đáp án A có polymethyl metacrylate, trong đáp án C có polyisoprene và toàn bộ các polymer nằm trong đáp án D đều là những polymer có mạch không phân nhánh. Vậy ở câu số 7, chúng ta chọn ngay được đáp án B. Ở đây chúng ta thấy có chất glycogen. Glycogen có cấu trúc tương tự như amylopectin. Câu số 8. Tơ ni lông 66 thuộc loại. Tơ nhân tạo, tơ bán tổng hợp, tơ thiên nhiên hay là tơ tổng hợp? Tơ ni lông 66 được tạo nên từ hexa methylendiamine với axit adipic bằng cách thực hiện phản ứng trùng ngưng. Vì vậy cho nên tơ ni lông 66 thuộc loại tơ tổng hợp. Câu số 9 là một câu nằm trong đề minh họa. Cho các phát biểu sau. A. Mỡ lợn hoặc dầu dừa được dùng làm nguyên liệu để điều chế xà phòng. B. Nước ép quả nho chín có phản ứng tráng bạc. C. Tơ tằm kém bền trong môi trường axit và môi trường kiềm. D. Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thiên nhiên. E. Dung dịch anilin làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Số phát biểu đúng là 2, 4, 3 hoặc là 5. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích các phát biểu. Phát biểu A là một phát biểu đúng. Từ mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể thực hiện xà phòng hóa để điều chế xà phòng. Đáp án B cũng là một đáp án đúng. Nước ép quả nho chín có chứa nhiều glucose nên có phản ứng tráng bạc. Phát biểu C cũng là một phát biểu đúng. Tơ tằm có bản chất là protein. Phát biểu D, cao su lưu hóa có tính đàn hồi lâu mòn và khó tan hơn cao su thiên nhiên là một phát biểu đúng. Và đây cũng là ưu điểm nổi trội của cao su lưu hóa. Phát biểu E là một phát biểu sai. Dung dịch anilin có tính bazơ, rất yếu và không làm quỳ tím đổi màu. Vì vậy, trong câu số 9, chúng ta chọn ngay được đáp án B chính là đáp án đúng. Như vậy, cô vừa mới hướng dẫn các em ôn tập lại những kiến thức trọng tâm trong phần hóa hữu cơ lớp 12. Cảm ơn các em đã theo dõi và chúc các em học tập